khi chúng ta muốn vẽ một cái tường vào đây, quay lại vấn đề ở đây, tôi muốn vẽ một cái tường ở đây, tường nội thất vào đây, thì ví dụ như là tôi muốn cái tường này nó ăn ra mép ngoài này, thì đây tôi sẽ chọn là gì, finish face à, core face exterior là chọn là mép này này, kéo từ trái qua phải thì mặt ngoài là bên trên, bạn nghe vào đây đúng không, TL đi, các bạn có thể dùng lệnh trim này, modify lệnh trim này. À, thấy không? Lệnh trim này. Đó. Đó. Các tường này, ví dụ cái tường này các bạn có thể copy lên trên này, Ctrl C này. Paste align lên trên tầng gì? Tầng 2 này. Ok. Thì ví dụ lên trên tầng 2 đây. Này, chọn này. Ví dụ cái tường này. Ok. Thì cái tường này nó sẽ bị cao quá lên, đúng không? Phải kiểm tra trên mặt cắt. Nha. Ví dụ như cái tường này nó bị cao quá lên nhỉ. Đây này, chọn bằng 0 này. Tôi có xe này và trừ xuống 400 này. Đấy. Đúng không? Còn cái tường này mình sẽ trừ xuống 50. Sau khi mình vẽ tường xong rồi mình mới vẽ sàn hoàn thiện nhé. Được nhá. Nó có một lớp sàn hoàn thiện 50 nữa cơ. Được nhá. Lúc đấy mình sẽ phải đi chức năng từng phòng một. Được nhá. Nó sẽ có, người ta gọi, chúng ta sẽ phải thiết kế, người ta gọi là finish schedule, finish data room, có nghĩa là chức năng của các phòng. Đấy nha, và Revit nó cũng sẽ có chức năng của đấy, nhập và thống kê được luôn. Cái đấy là chúng ta phải làm ngay từ đầu. Thì đây, thì lên trên tầng trên này các bạn sẽ chọn đây, ví dụ tường vào wall này, các bạn có thể chọn tường này, tường interior này. Ví dụ chọn đây, các bạn chọn, ví dụ tôi chọn từ trái qua phải đây. Này, khi các bạn vẽ quen thì các bạn sẽ thấy nó ok thôi mà. Thế ví dụ như từ đây xuống đây thì nó sẽ là interior bên trong đúng không? Nhưng mà bây giờ mình chọn này, mình có thể chọn là finish chẳng hạn, nếu chọn ngày này là bên trong. Còn bây giờ tôi vẽ ngược lại từ dưới thì là sao? Là bên ngoài. Đúng không? Thì tôi sẽ căn ở mép này này. Không? Còn vẽ từ bên này thì vẽ từ bên này bên trong, thì thằng này bên trong thì mình vẽ mép này từ đây qua đây. Đấy, thì cái mặt này là mặt ngoài, mặt này là mặt ngoài. Mình muốn lấy thằng vệ sinh này bên trong là mình quy định mà tương đối thôi. Đúng không? Đấy. Vấn đề là như vậy. Còn cái cạnh này, mình có thể split này. Modify. Split. SL ra. Đúng lại trim. Đấy. Tương tự như vậy, chọn này. Mặt ngoài. Mặt ngoài thì nó phải là sao? Bạn chọn cạnh này. Ví dụ như bạn chọn đây, ví dụ như từ trái, từ trên xuống dưới này nhảy. Từ dưới này ngược lên thì lại ngược lên, thì bạn quan trọng là bạn chọn nó là cái gì, core face interior là cái nào là bên trong đúng không, thì thường nếu như các bạn vẽ như thế này thì là exterior nó ở phía phía trong, vẽ như này là phía dưới đi đúng không. Thì vấn đề khi các bạn chọn này liên quan đến việc là vệ sinh. Vệ sinh là cái gì, là khi mà các bạn muốn chốt cái vệ sinh sau này, cái tường vệ sinh nó to ra to vào ấy, nó thay đổi kích thước tường vệ sinh ấy, hoặc là nó ốp, hoặc là làm bằng cái gì hay cái gì ấy, thì mình phải có một cái đường line đấy để chốt được chưa, để sau này thay đổi đấy. Thì cái core center này nó cũng rất là quan trọng. Còn các bạn muốn lật ngược lại ấy, ví dụ như này là X-Store ở bên trong, còn các bạn muốn lật ngược lại, khi mà các bạn muốn lật ngược lại ấn phím space nhé, phím cách ấy, cách trên bàn phím này nhé, trim lại với nhau thôi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy này, core center là cái nét này là nét chốt này, nét này là nét chốt bo viền này, còn sau này cái vệ sinh này nó có thay đổi ấy thì là nó sẽ đẩy hết vào trong của vệ sinh tường ấy, còn cái phần thông thủy này của mình là không đổi, đúng không. Còn khi vẽ mà mình đã lường trước được những cái như thế ấy, thì các bạn sẽ thấy là sau này các bạn sửa sẽ rất là nhàn, các bạn khống chế được cái mô hình ấy, kiểm soát được nó. Thì đây các bạn sẽ kiểm tra qua đây thì các cái tường này này, bạn sẽ thấy các tường này nó bị làm sao? Nó bị vượt quá lên trên sàn này. Thấy không? Ví dụ như chỗ này là tường dầm phụ này. Người thấy không? Và những cái chỗ như thế này ấy, nếu mà mình vẽ không chuẩn ấy thì sau này nó sẽ làm sao? Nó sẽ từ là từ cái dầm này xuống cái dầm này nó không ngồi lên nhau ấy. Hoặc là có tình trạng là khi các bạn vẽ nó sẽ bị như thế này này. Như những cái tường này thì nó có thể ớt tách được lên đến trên sàn như này, và
tường này nó cũng có thể join được như thế này và nó có thể xây được như thế này. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Đấy, nó có thể xử lý được như vậy. Ừ. Thì cái việc này chúng ta phải lưu ý ở trên các phần về mặt cắt nhé. Vẽ nhiều nó sẽ quen thôi mà. Nha. Vẽ tầm chục công trình là bắt đầu là thành thần luôn này. Nha. Đấy. Chục công trình là ok rồi. Cứ làm cái tham gia được tầm khoảng hai công trình cấp 2, một công trình cấp 1 là ok nha, tham dự từ đầu đến cuối đấy, qua tất cả các giai đoạn nha, và cứng về kỹ thuật nhiều hạng mục mà. Vâng. Nói của cái lớp ở chat mà nó liên quan đến cổ đấy, vâng. Khi mình điều chỉnh.